Xin chào các bạn. Ở phần 1 á, chúng ta đã tính những cái tổng là a bằng 2 trên 3 nhân 5 cộng với 2 trên 5 nhân 7 cộng chấm 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 cộng tới 2 trên 9 95 nhân 97 cộng với 2 trên 97 nhân 99 đúng không? Thì đây nó có cái quy luật là gì bạn? Cái mẫu của bạn là gồm cả hai số đúng không, hai số nhân nhau, và hai số này khi đem trừ nhau thì ra cái tử. Hai cái mẫu, hai thừa, hai cái số ở mẫu á, đem trừ nhau ra cái tử đúng không, thì lúc đó cái tử đây chính là bằng 2 đúng không. Thì lúc đó lập tức cái 2 phần 3 trên nhân 5 á, bạn có thể viết nhanh là 1 phần 3 trừ 1 phần 5, viết nhanh luôn được chưa bạn, viết nhanh luôn. Nhưng bây giờ mình đặt trường hợp ở đây không phải là số 2 nữa mà là số 1 thì sao, đúng không? Chúng ta đặt một trường hợp nếu ở đây là số 1. Để cho bạn, nếu đề bài là số 1. 1 phần 3 nhân 5 cộng với 1 phần 5 nhân 7 cộng chấm 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 cộng với 1 phần 95 nhân 97 cộng với 1 phần 97 nhân 99 đúng không? Thì chúng ta thấy rằng hai cái số dưới mẫu trừ nhau không ra cái tử, thì chúng ta không thể áp dụng liền, không thể áp dụng liền công thức đúng không ạ? Không thể áp dụng liền. Vậy thì lúc trong trường hợp này rất là đơn giản là gì bạn? Chúng ta làm thế nào để những cái này nè, những cái tử là số 1 nè trở về số 2 đúng không? Trở về sao bằng cách gì? Lấy hai vế cùng nhân cho hai, như vậy nó sẽ là 2 2b đúng không? Lấy hai vế cùng nhân cho hai, lập tức ta có 2b này, 2 hôm này là 2 đúng chưa, cộng 3 trên 5 cộng 5 nhân 7 ở trên là 2 cộng chấm chấm cộng 95 nhân 97 cộng 97 nhân 99 ở trên là 2 hết đúng chưa, ở trên là 2 hết. Thì rõ ràng lúc này cái b của bạn đã quay về đúng không, cái b của bạn này đã quay về cái a, 2b đề bài cho b nè, bạn nhân 2 với cho 2 thì 2b sẽ quay về cái a. Thì bạn có thể làm nhanh là gì bạn, 2b bạn ông này là gì, 1 phần 3 trừ 1 phần 5, làm nhanh nha. Cộng với 1 phần 5 trừ 1 phần 7 cộng chấm chấm chấm. Khi mà hai cái mẫu trừ nhau ra cái tử thì bạn có thể làm nhanh là 1 phần 95 trừ 1 phần 97 cộng với 1 phần 97 trừ 1 phần 99. Được chưa? Và kết quả chắc chắn sẽ là lấy ông đầu trừ ông cuối. Ông đầu là 1 phần 3 trừ ông cuối là 1 phần 99 đúng không? Vì ở trong này nó khử nhau là trừ 1 phần 5 khử cho dương 1 phần 5, âm 1 phần 7 sẽ khử cho một cái dương 1 phần 7, và dương 1 phần 95 sẽ chắc chắn sẽ có một cái ông âm 1 phần 95 ở phía trước và âm 1 phần 97 khử đi dương 1 phần 97 yeah. Và ở đây bạn tính ra 2B sẽ bằng quy toàn mẫu số là 33, 33 trừ 32 phần 99 đúng chưa? Thì lúc này bạn tính ra B là nhiêu, có phải 2b bằng 32 phần 99 thì b sẽ bằng 32 phần 99 chia 2 không? Đúng không? Chia 2. Mà chia 2 tức là gì? Là nhân nghịch, nghịch đảo đúng không? B bằng 32 phần 99 nhân 1 phần 2. Bạn thử đi, thu gọn cho 2. 32 thu gọn cho 2 là 16 phần 9 99. Bạn hình dung cái này chưa? Đó. Bây giờ một trường hợp khác đặt ra bạn. Bạn hình dung cái tờ chưa? Rồi. Bây giờ một trường hợp khác như sau. Giờ cái C. Cái C. Chúng ta đổi cái đề. Cái C. C bằng cũng là 3 nhân 5 cộng 5 nhân 7 cộng 95 nhân 97 cộng 97 nhân 99 ở trên. Lúc này là hệ số 3. Cái này là hệ số 4 đây. 4. Được chưa?
Tức như là ở giữa là cộng chấm 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 đúng không? Cộng chấm chấm chấm. Tức là nhiều ở trong đó. Như vậy bạn, việc của mình đó bạn, việc của mình đó, là làm sao đưa những cái số 4 này nè về số 2. Đúng không? Vậy thì mình cho số lẻ đây, số chẵn là bạn thấy nhân 2 rồi. Mình cho số lẻ đây. Mình cho đây là số số 7 đây, được chưa? Số 7 đây. Số 7. Việc của bạn là đưa số 7 về số 2 bạn. Việc của bạn đó, bạn là 7. Như vậy là bạn sẽ lấy hai vế cùng nhân cho bao nhiêu? Bạn nhân cho gì? 2 phần 7. Đúng không? Bạn nhân cho 2 phần 7. Vì sao vậy bạn? 7 nhân 2 phần 7 thì bạn bằng 2. Số 7 đẩy về số 2. Bằng cách là nhân 2 vế cho 2 phần 7. Đúng không? Như vậy bạn có là 2 phần 7 C. 2 phần 7 C. Bạn hiểu đề chưa? Thì ông này lập tức còn lại 2 phần 3 nhân 5. Còn 2 phần 57 lập tức. Thấy chưa? Cộng chấm 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 cộng 2 phần 95 nhân 97 cộng 2 phần 97 nhân 99. Hình dung cái này các bạn. Thì lập tức 2 phần 7C sẽ quy về cái A. Đúng chưa? Như vậy cái A hồi nãy là bằng nhiêu? Là 32 phần 99 đúng không? Tức là bạn tính ra C dễ dàng. C bằng cái này chia cho 2 phần 7. Hình dung cái này chưa? Đó. Nó tương tự như vậy bạn. Tương tự như vậy. Nếu chúng ta đẩy những con số này đúng không? Dù như mình đẩy bằng bạn có thể tự ra đề đúng không? Ví dụ đây là số số 5. Số 5. Số 5, số 5. Đúng không? Thì như vậy bạn muốn 5 về 2 á thì bạn phải nhân cho gì? 2 phần phần 5. Như vậy bạn lấy hai vế bạn cùng nhân cho 2 phần 2 phần 5 thì ra. Bạn hiểu rồi chưa? Đó. Cái kỹ thuật nó như vậy thôi bạn. Rồi. Vậy thì bây giờ ví dụ mình ra một cái bài khác đúng không? Mình ra một cái bài khác. Ví dụ ở dưới mình sửa một cái đề. Bây giờ ở dưới không còn là 3 nhân 5 nữa mà là 1 1 nhân 4. Thì bên này bạn hiểu cái quy luật của nó là gì? Cách nhau 3 là 4 nhân 7. Được chưa? Cách nhau 3. Ông này mình cho hai số, ví dụ mình dừng ở bao nhiêu, bạn thích dừng ở bao nhiêu? 105 đây. Thì trước sẽ là 102 vì trừ nhau phải ra 3. Thì chắc chắn ông này sẽ là 102. Vì gì? Đầu ông này là cuối ông kia là đầu ông này. Ông này sẽ là 90. 99 đúng không? Trừ nhau. Thì nguyên tắc các bạn, nếu ở đây là 3. Đúng chưa? Nếu ở đây là 3. Thì rất là đơn giản bạn, vì hai cái mẫu hai số ở dưới mẫu trừ nhau ra 3 thì đúng đáp số luôn, thì bạn làm nhanh nó chính là vậy. 1 phần 1 trừ 1 phần 4. Đúng chưa? 1 phần 1 trừ 1 phần 4. Ông này là vậy. 1 phần 4 trừ 1 phần 7. Ông này chấm chấm. 1 phần 99 trừ 1 phần 102. Và cộng 1 phần 102 trừ đi 1 phần 105. Và kết quả sẽ là 1 phần 1 trừ đi 1 phần 105. Bạn tính toán ra. Ông đầu trừ ông cuối. Được chưa? Tại vì bên trong nó sẽ tự động khử cho nhau bạn. Trừ 1 phần 4 cộng 1 phần 4 khử. Trừ 1 phần 7 cộng 1 phần 7 khử. Trừ 1 phần 9 cộng 1 phần 9 khử. Trừ 1 phần 102 khử dương 1 phần 102. Nó tự động nó khử nhau. Đó là trong trường hợp là hai số ở dưới mẫu trừ nhau ra cái tử. Nhưng bây giờ nếu như chúng ta sửa lại, cái này không phải là số 3 nữa, đúng không? Mà là số 2. Đúng không? Mà là số 2. Thì nó vấn đề nó khác. Mục tiêu của bạn là bạn phải đẩy số 2 này về số 3. Đẩy cái này về số 3. Bây giờ số 2 mà muốn đẩy về số 3 bạn, thì một lần bạn phải nhân cho mấy? Nhân cho 3 phần phần 2. Bạn hiểu không? Để 2 2 khử nè. Như vậy việc của bạn là bạn nhân 2 vế cho 3 phần 2. Khi bạn nhân như vậy á, tự động nó sẽ đẩy ông này về số 3. Đúng không? Bạn sẽ đẩy về số 3. Như vậy mình nhân ở đây 3 phần 2. Nhân vô 3 phần 2 thì ông này lập tức về số 3. Về số 3. Về số 3. Về số 3. Đúng chưa? Khi đó bạn sẽ làm rất là dễ dàng. Bạn hình dung được chưa? Cái phương pháp nó là vậy thôi. Rồi ok. Đây là phần thứ 2, nâng cao hơn ở phần 1. Phần 1 thì mình sẽ để cái link của video phần 1 ở trên này. Bạn sẽ xem.
Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chào các bạn.